Kỳ án về Hạ Linh, bi kịch của cô gái muốn làm người tình lén lút của đại gia. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ án Thế Kỷ. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video này bổ ích thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Hạ Linh, 23 tuổi, là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp cao đẳng, đã quyết định rời xa mái nhà để tự mình lập nghiệp. Trong hơn một năm, cô làm việc tại một nhà máy điện tử ở thành phố Uy Hải. Công việc tuy ổn định, nhưng áp lực khiến cho sức khỏe của Linh dần suy giảm, buộc cô phải nghỉ việc. Sau khi rời nhà máy, thì Linh không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân với bố mẹ, chỉ nhắc đến kế hoạch sắp tới là đi Nhật Bản. Vài ngày trước khi mất tích, Linh có gọi điện về nhà để thông báo rằng bản thân sẽ về nhà lấy sổ hộ khẩu để làm thủ tục đi Nhật. Lời nói của cô khiến cho bố mẹ mừng rỡ vì nghĩ con gái đã tìm được cơ hội tốt. Tuy nhiên, hôm sau, Linh không về như đã nói, chỉ nhắn tin rằng kế hoạch đi Nhật vẫn không thay đổi. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2012, một ngày như bao ngày khác, mẹ Linh đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Bà cảm thấy có chút lo lắng vì hôm trước Linh hứa sẽ về mà không thấy bóng dáng đâu. Sau bữa sáng, bà quyết định gọi điện cho Linh để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên mãi mà không thấy ai bắt máy. Linh luôn có thói quen trả lời điện thoại ngay lập tức. Điều này càng khiến cho bà lo lắng. Suốt cả ngày hôm đó, gia đình đã cố gắng liên lạc với Linh qua mọi cách, từ điện thoại, tin nhắn đến mạng xã hội, nhưng tất cả đều vô vọng. Mọi sự cố gắng đều không có hồi đáp. Đến chiều tối, sự lo lắng của mẹ Linh chuyển thành hoảng loạn. Bà cùng chồng quyết định báo cảnh sát về sự mất tích của con gái. Khi đến đồn cảnh sát, họ được hướng dẫn viết đơn báo cáo và mô tả chi tiết về Linh cũng như những tình huống liên quan. Cảnh sát tiếp nhận báo cáo nhưng không thể lập tức xử lý vì Linh là người trưởng thành, không có dấu hiệu bất thường hay vấn đề tâm thần. Họ yêu cầu gia đình bình tĩnh và chờ đợi thêm một thời gian. Những ngày sau đó trở thành cơn ác mộng đối với gia đình Linh. Bố mẹ của cô gần như không ăn không ngủ, liên tục gọi điện, tìm kiếm và cầu nguyện cho con gái mình trở về an toàn. Thời gian trôi qua, sự lo lắng dần chuyển thành tuyệt vọng. Gia đình của Linh không thể đứng yên mà chờ đợi thêm được nữa. Họ đã quyết định quay lại đồn cảnh sát để yêu cầu tiến hành điều tra chính thức. Cuối cùng, hơn nửa tháng sau khi Linh mất tích, thì cảnh sát thành phố Lai Châu đã chính thức lập hồ sơ điều tra vụ việc. Trong khi cảnh sát bắt đầu điều tra, thì bố mẹ của Linh đã cố gắng nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất có thể giúp tìm ra manh mối. Họ nhận ra rằng, mặc dù Linh thông báo sẽ đi Nhật, nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến việc này trước đây, cũng không có dấu hiệu chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chuyến đi xa. Những nghi vấn này càng làm tăng thêm sự lo lắng và bất an của gia đình. Cuộc điều tra của cảnh sát đã bắt đầu từ những manh mối mơ hồ về kế hoạch đi Nhật của Linh. Tại sao cô lại quyết định đi Nhật đột ngột như vậy? Cô không hề học tiếng Nhật, cũng không có người quen ở đó, và trước đây chưa bao giờ nhắc đến việc sẽ ra nước ngoài. Những điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng kế hoạch này có thể chỉ là một vỏ bọc cho một mục đích khác. Cảnh sát đã bắt đầu xem xét danh sách liên lạc của Linh và tìm hiểu về những người cô tiếp xúc thường xuyên. Qua những thông tin thu thập được, họ phát hiện ra một người đàn ông tên là Lưu Cường, được cho là bạn trai của Linh. Lưu Cường hơn Linh 10 tuổi, đã kết hôn và làm việc tại thành phố Yên Đại. Mối quan hệ giữa Linh và Lưu Cường không được gia đình cô chấp nhận, nhưng Linh vẫn duy trì mối quan hệ này một cách bí mật. Lưu Cường khai với cảnh sát rằng Linh đã gặp anh ta vào trưa ngày 5 tháng 11 để lấy vài món đồ cá nhân. Anh ta nhớ rõ rằng Linh đã nói sẽ trở lại Yên Đại ngay sau đó. Tuy nhiên, sau khi Linh rời đi, Lưu Cường đã không thể liên lạc được với cô. Điều này khiến cho anh ta lo lắng và cố gắng gọi điện liên tục cho Linh. Đến nửa đêm, cuối cùng anh ta cũng kết nối được, nhưng người bắt máy lại là một người đàn ông lạ, trả lời mập mờ vài câu rồi ngắt máy. Lời khai của Lưu Cường khiến cho cảnh sát đặt ra nhiều nghi vấn. Họ bắt đầu điều tra sâu hơn về mối quan hệ giữa Linh và Lưu Cường. Qua những cuộc trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp của Linh, cảnh sát phát hiện rằng mối quan hệ của họ đã kéo dài hơn 2 năm. Lưu Cường và Linh thường xuyên gặp nhau bí mật, nhưng gần đây, Linh có vẻ muốn dứt khỏi mối quan hệ này. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Lưu Cường,
Tật cảnh sát đã quyết định tập trung vào những ngày cuối cùng trước khi Linh mất tích. Họ đến công ty Linh làm việc để tìm hiểu thêm về cô từ những người đồng nghiệp. Một đồng nghiệp thân thiết của Linh, đó là chị Hạnh, cho biết vào ngày 5 tháng 11, chị đã đưa Linh đến bến xe khách đường dài. Theo lời chị Hạnh, Linh nói rằng cô sẽ đến thành phố Chiêu Viễn để gặp một ông chủ người nước ngoài mà cô vừa quen qua mạng. Người này đã hứa sẽ bao nuôi Linh nếu cô chịu làm người tình bí mật, với mức chu cấp hàng tháng lên đến 20.000 nhân dân tệ. Chị Hạnh nhớ lại rằng Linh đã rất háo hức về cuộc gặp gỡ này. Cô ấy nói rằng đây có thể là cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Tuy nhiên, từ lúc Linh rời bến xe, không ai còn biết cô đi đâu hay gặp ai. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra về người đàn ông mà Linh định gặp. Qua kiểm tra lịch sử trò chuyện trên ứng dụng Kuku của Linh, họ phát hiện ra một người tự xưng là doanh nhân Nhật Bản, tên là Nakata Kenji. Trong hồ sơ Kuku, Kenji tự nhận mình có bằng tiến sĩ của Đại học Waseda và hiện đang kinh doanh ngành cơ điện tử ở Trung Quốc với quy mô doanh nghiệp rất lớn. Cuộc trò chuyện giữa Linh và Kenji đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2012 và xoay quanh chủ đề bao nuôi và làm tình. Kenji cho biết rằng vợ anh ta sống ở Nhật nên đang rất cô đơn, mong muốn tìm một cô gái Trung Quốc trẻ đẹp để chăm sóc và mỗi tháng sẽ chu cấp 20.000 nhân dân tệ. Với những lời đề nghị hấp dẫn này, Linh đã nhanh chóng đồng ý. Hai người hẹn gặp mặt vào ngày 5 tháng 11, đồng thời thống nhất sẽ cùng mua số điện thoại mới để phục vụ chuyện liên lạc riêng. Cảnh sát xác định rằng số điện thoại mới của Kenji đã liên lạc với Linh rất nhiều lần trong ngày cô mất tích. Điều này càng khiến cho họ nghi ngờ về người đàn ông này. Qua điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng người tự xưng là Nakata Kenji không phải là một doanh nhân Nhật Bản nào cả, mà là một người Trung Quốc tên là Đặng Đức Toàn, 37 tuổi. Toàn sống ở vùng nông thôn ngoại thành Lai Châu và có một trang trại nuôi vài chục con lợn. Đặng Đức Toàn tỏ ra rất bình tĩnh khi bị cảnh sát thẩm vấn. Anh ta thừa nhận quen biết Linh qua mạng từ vài năm trước, nhưng phủ nhận việc gặp Linh vào ngày 5 tháng 11. Anh ta khẳng định rằng những lời trò chuyện trên mạng chỉ là đùa vui, không thể coi là thật. Về ghi chép trò chuyện của hai người, Toàn nói rằng ngày hôm đó, Linh nhiều lần nhắn tin vay tiền anh ta. Trong các tin nhắn, Linh nói rằng cô sẽ không về nhà, không dùng số điện thoại cũ nữa và đi nơi khác để làm gái mại dâm. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện một điểm bất thường, đó là những tin nhắn của Linh gửi cho Toàn sau 23 giờ. Trong khi từ 18 giờ chiều hôm đó, điện thoại của Linh đã tắt máy và không ai liên lạc được. Điều này cho thấy có khả năng những tin nhắn này đã được cố ý tạo ra để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Cảnh sát đã điều tra sâu hơn về Đặng Đức Toàn và phát hiện ra rằng vào năm 2008, Toàn đã bị phạt 1.5 năm tù vì tội lừa đảo các cô gái quen qua mạng. Hắn thường hẹn các nạn nhân đi ăn, sau đó bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của họ và lấy cắp đồ đạc có giá trị. Ngoài ra, trước khi Linh biến mất thì Toàn còn đặt mua thuốc ngủ trên mạng và sử dụng thân phận doanh nhân Nhật Bản để làm quen với nhiều phụ nữ cùng lúc. Vào ngày 5 tháng 11, vợ Toàn không có ở nhà và không biết anh ta đã đi đâu hay làm gì. Hơn nữa, nhà Toàn ở cách xa làng xóm, xung quanh là đất hoang nên không ai nghe hay nhìn thấy gì khả nghi. Một trong những bước đầu tiên là kiểm tra hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường cao tốc. Từ video giám sát, cảnh sát phát hiện ra chiếc ô tô của Đặng Đức Toàn đã xuất hiện trên cao tốc từ Chiêu Viễn đến Lai Châu vào ngày 5 tháng 11. Trong đoạn video lúc 18 giờ 5 phút, Toàn ngồi ở ghế lái, còn trên ghế phụ là một phụ nữ tóc dài và không ngừng cử động tay chân, như là đang cãi nhau. Sau khi kiểm tra kỹ hình ảnh, cảnh sát xác định người phụ nữ này chính là Linh. Đây là một bằng chứng quan trọng, chứng tỏ rằng Linh đã ở cùng Toàn vào thời điểm mất tích. Tiếp theo, cảnh sát đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng trang trại và ngôi nhà của Toàn. Tại đây, họ tìm thấy nhiều bằng chứng quý giá. Chiếc vòng tay bằng ngọc. Chiếc vòng tay này được phát hiện nằm trên máy giặt trong nhà Toàn. Đây là chiếc vòng mà Linh đeo vào ngày cô mất tích. Bố mẹ Linh xác nhận chiếc vòng này là của con gái họ, không thể nhầm lẫn. Ba chiếc điện thoại di động của Linh, các điện thoại này bị giấu kỹ trong đống gạch vỡ ở chuồng lợn.
Điều này càng khẳng định rằng Toàn đã cố ý giấu giếm các bằng chứng liên quan đến Linh. Cảnh sát tìm thấy một lọ thuốc gây buồn ngủ đã qua sử dụng, nằm ở lò sưởi đã bỏ đi. Qua điều tra, họ biết rằng Toàn đã mua thuốc này trước khi Linh mất tích. Việc tìm thấy lọ thuốc này càng củng cố giả thuyết rằng Toàn đã sử dụng thuốc để kiểm soát Linh. Hai tờ giấy ghi nợ tổng cộng là 300.000 nhân dân tệ, đều do Linh viết cho Toàn với lý do vay tiền để chữa bệnh cho bản thân và mẹ. Tuy nhiên, gia đình Linh khẳng định họ không mắc bệnh nặng và Linh chưa từng đưa số tiền lớn nào về nhà. Điều này cho thấy những giấy ghi nợ này có thể đã bị ép buộc viết ra trong tình huống đe dọa. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra tài khoản ngân hàng của Linh và phát hiện rằng không có bất kỳ giao dịch lớn nào cho thấy cô nhận được số tiền như vậy. Bố mẹ Linh cũng xác nhận rằng họ không nhận được bất kỳ khoản tiền lớn nào từ con gái. Các điều tra viên không dừng lại ở đó. Họ tiến hành tìm hiểu thêm về các giao dịch điện tử và mối quan hệ của Toàn với những người khác. Qua đó, họ phát hiện thêm một số phụ nữ khác cũng bị Toàn lừa đảo qua mạng, sử dụng những thủ đoạn tương tự như với Linh. Tất cả những bằng chứng này được thu thập cẩn thận và lập hồ sơ kỹ lưỡng. Cảnh sát quyết định tiếp tục thẩm vấn Toàn với những bằng chứng cụ thể hơn. Để khi đối diện với những chứng cứ không thể chối cãi, Toàn bắt đầu tỏ ra lo lắng và không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Cảnh sát đã quyết định áp dụng một chiến thuật tâm lý, đó là sắp xếp cho vợ của Toàn đến gặp hắn. Cuộc gặp gỡ này không chỉ nhằm mục đích kích thích cảm xúc của Toàn, mà còn để kiểm tra phản ứng và thái độ của hắn. Người vợ khóc lóc, chất vấn chồng về những hành động tàn ác mà hắn đã gây ra, không nghĩ đến hậu quả mà con gái họ phải gánh chịu. Sự dằn vặt từ gia đình khiến cho Toàn bắt đầu dao động. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2012, trước sức ép không ngừng từ cảnh sát và sự dày vò từ lương tâm, Toàn cuối cùng cũng thừa nhận toàn bộ sự việc. Lời khai của hắn ta đã khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều rùng mình vì mức độ tàn nhẫn và khủng khiếp của vụ án. Toàn kể rằng hắn đã gặp Linh lần đầu tiên vào năm 2010 qua mạng xã hội. Lúc đó, Linh là một cô gái trẻ, đầy hứa hẹn và khá ngây thơ. Toàn nhanh chóng tạo dựng một mối quan hệ tình cảm với Linh, chiếm được lòng tin của cô. Sau khi quan hệ trở nên thân thiết hơn, Linh đã vay của hắn ta 100.000 nhân dân tệ với lý do cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Linh biến mất và không còn liên lạc với Toàn nữa. Sự giận dữ và cảm giác bị lừa dối khiến cho Toàn quyết định trả thù. Hắn ta bịa đặt thân phận là một doanh nhân Nhật Bản giàu có để tiếp cận Linh một lần nữa. Biết rằng Linh là người ham tiền và thích được bao nuôi, Toàn nhanh chóng lấy lòng tin của cô bằng những lời hứa hẹn về cuộc sống xa hoa. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2012, trời vừa nhá nhem tối, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm khu vực ngoại ô thành phố Lai Châu. Linh ngồi trên chiếc xe buýt, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không hề biết rằng mình đang tiến dần vào cái bẫy do Đặng Đức Toàn giăng sẵn. Toàn đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc gặp gỡ này với ý định trả thù cô bằng bất cứ giá nào. Toàn chờ Linh tại một điểm hẹn vắng vẻ bên ngoài thành phố. Khi Linh bước xuống xe buýt, hắn nở một nụ cười giả tạo và chào đón cô bằng những lời ngọt ngào. Linh cảm thấy chút lo lắng nhưng vẫn theo Toàn lên xe. Khi cả hai đang ngồi nói chuyện trên xe thì Linh bỗng nhận ra đây là Toàn. Cô cảm thấy sợ hãi nhưng đã quá muộn để tự cứu mình. Toàn lái xe chở Linh đến một căn nhà bỏ hoang gần trang trại của hắn ta. Tuy nhiên, đôi mắt lạnh lùng và hành vi kỳ lạ của Toàn khiến cho Linh bắt đầu cảm thấy bất an. Khi đến nơi, Toàn bảo Linh rằng hắn có một món quà đặc biệt dành cho cô trong căn nhà bỏ hoang. Linh bước vào trong, ngập ngừng nhìn quanh căn phòng tối tăm và bụi bặm. Toàn đóng cửa lại và lặng lẽ khóa chốt, ánh mắt hiện rõ sự hiểm ác. Linh quay lại nhìn, nhận ra mình đã bị mắc kẹt, nhưng quá muộn để chạy trốn. Toàn tiến đến gần, nắm lấy tay Linh và ép cô ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ. Hắn lôi từ trong túi ra một lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn và ép Linh uống. Cô chống cự và la hét, nhưng sức mạnh của Toàn vượt trội. Hắn đổ thuốc vào miệng cô và giữ chặt cho đến khi cô phải nuốt xuống. Dần dần, Linh cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu, mắt mờ đi và cuối cùng chìm vào cơn mê. Khi Linh tỉnh dậy thì cô thấy mình bị trói chặt vào chiếc ghế, miệng bị bịt kín bằng băng keo và đã bị Toàn xâm hại. Trước mặt cô là Toàn
đang lục lọi trong túi sách của cô để tìm các tài sản có giá trị. Hắn cười nhạt khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô và bắt đầu tra khảo, yêu cầu cô viết giấy nợ 300.000 nhân dân tệ. Linh cố gắng giải thích, van xin nhưng Toàn không nghe. Hắn ta ép cô phải viết và cuối cùng cô đành phải làm theo để bảo toàn mạng sống. Sau khi Linh viết xong giấy nợ, Toàn bắt đầu lục lọi túi sách của cô một lần nữa. Nhận thấy Linh đang lén giấu tờ giấy nợ, hắn nổi cơn thịnh nộ. Trong cơn tức giận, Toàn lấy ra một chiếc búa từ trong túi và tiến về phía Linh. Linh gào thét trong vô vọng, nhưng không ai có thể nghe thấy cô trong căn nhà hoang vắng này. Toàn dùng búa tấn công Linh, mỗi cú đánh đều thể hiện sự tàn nhẫn và căm hận của hắn. Linh không còn đủ sức để chống cự và cuối cùng cô ngã gục, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm. Toàn đứng đó, thở hổn hển, nhìn cơ thể vô hồn của Linh với đôi mắt vô cảm. Sau khi sát hại Linh, Toàn bắt đầu công việc che giấu tội ác. Hắn lôi cơ thể Linh ra phía sau căn nhà và bắt đầu phân xác. Những vết cắt lạnh lùng và tàn nhẫn đã phản ánh bản chất máu lạnh của hắn. Sau đó, hắn ta cho các phần thi thể vào những túi nhựa đen và lái xe đến 4 địa điểm đã chuẩn bị sẵn để chôn giấu. Toàn lặng lẽ lái xe về trang trại của mình, cảm giác thỏa mãn vì đã trả thù được người mà hắn ta cho là đã lừa dối mình. Hắn giấu các vật chứng như vòng tay và điện thoại của Linh vào những nơi khó tìm nhất quanh trang trại. Hắn còn dùng điện thoại của Linh để gửi tin nhắn giả nhằm đánh lạc hướng điều tra. Toàn nghĩ rằng mọi thứ đã hoàn hảo, rằng không ai có thể phát hiện ra tội ác của hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng sự tàn nhẫn và tội ác của mình đã để lại quá nhiều manh mối, dẫn dắt cảnh sát đến sự thật. Và dù có cố gắng che đậy đến đâu, cuối cùng Toàn cũng không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Công lý đã được thực thi và linh hồn Linh đã được an ủi phần nào khi kẻ thù ác phải đền tội. Cảnh sát sau đó đã dẫn Đặng Đức Toàn đến những địa điểm mà hắn đã chôn giấu thi thể của Linh. Trước đó, Toàn đã chỉ ra 4 vị trí khác nhau quanh khu vực trang trại của hắn ta, nơi hắn đã phân xác và chôn giấu nạn nhân. Các điều tra viên không khỏi cảm thấy một nỗi lo sợ và ghê tởm khi biết rằng họ sắp phải đối mặt với những bằng chứng kinh hoàng nhất của vụ án. Tại điểm đầu tiên, một khu đất hoang vắng cách xa trang trại của Toàn, cảnh sát tiến hành khai quật. Đội ngũ điều tra với găng tay và thiết bị bảo hộ cẩn thận đào bới dưới sự chỉ dẫn của Toàn. Không lâu sau, họ phát hiện một chiếc túi nhựa màu đen, bên trong chứa đựng một phần thi thể của Linh. Các điều tra viên đã cẩn thận lấy túi nhựa ra và đưa về phòng giám định pháp y để xác minh. Ở điểm thứ hai, nằm trong khu rừng nhỏ gần trang trại, cảnh sát tiếp tục khai quật và tìm thấy một túi nhựa khác. Lần này, phần thi thể bên trong túi càng khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường thêm rùng mình. Toàn đứng một bên, mắt nhìn xa xăm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Sự bình thản của hắn ta đã khiến cho các điều tra viên cảm thấy vừa ghê tởm vừa tức giận. Điểm thứ ba nằm cả ở một con sông nhỏ chảy qua vùng đất nông thôn. Tại đây, cảnh sát phải sử dụng thiết bị lặn để tìm kiếm dưới lòng sông. Sau nhiều giờ nỗ lực, họ phát hiện ra một chiếc hộp kim loại bị chôn dưới bùn. Khi mở hộp, họ tìm thấy những phần thi thể khác của Linh. Những mảnh ghép dần được tìm thấy và bức tranh về tội ác khủng khiếp của Toàn ngày càng hiện rõ. Điểm cuối cùng, đó là một hố sâu trong khu vực hoang vắng gần trang trại, là nơi cảnh sát tìm thấy phần còn lại của thi thể Linh. Toàn đã chôn các phần thi thể ở đây một cách cẩn thận, nhằm tránh bị phát hiện. Cảnh sát cảm thấy một sự căm phẫn và ghê tởm tột độ khi chứng kiến cảnh tượng này. Họ thu thập mọi bằng chứng cần thiết và đưa về trung tâm giám định để hoàn tất hồ sơ vụ án. Tất cả các phần thi thể được mang về và xác nhận danh tính của Linh qua xét nghiệm ADN. Mọi chứng cứ đều khớp với lời khai của Toàn và khẳng định rằng hắn chính là kẻ sát nhân tàn ác. Mọi bằng chứng đã rõ ràng và công việc cuối cùng của các điều tra viên là chuẩn bị hồ sơ để truy tố Toàn ra tòa án. Tại phiên tòa, những chi tiết rùng rợn của vụ án đã được trình bày công khai. Bố mẹ Linh ngồi ở hàng ghế đầu, đau đớn nghe lại từng lời khai của Toàn và những bằng chứng do cảnh sát cung cấp. Họ khóc ngất khi nghe chi tiết về cái chết của con gái mình, nhưng họ cũng cảm thấy một chút an ủi khi công lý sẽ được thực thi. Luật sư bên nguyên tố cáo Toàn với những tội danh nghiêm trọng, đó là cố ý giết người, phân xác và lừa đảo. Họ nhấn mạnh sự tàn nhẫn và tính toán trong hành vi của Toàn,
từ việc lừa dối Linh sử dụng thuốc ngủ để khống chế cô, đến việc phân xác và che giấu tội ác một cách tỉ mỉ. Các bằng chứng như chiếc vòng tay, điện thoại di động, lọ thuốc ngủ và giấy ghi nợ đều được trình bày trước tòa, củng cố cho lập luận của bên Nguyên. Luật sư biện hộ cố gắng giảm nhẹ tội cho Toàn bằng cách nhấn mạnh vào yếu tố tâm lý, cho rằng Toàn hành động trong lúc bị kích động mạnh và mất kiểm soát do cảm giác bị lừa dối. Tuy nhiên, những lập luận này không thể lay chuyển được quyết tâm của hội đồng xét xử. Khi đến lượt Toàn phát biểu, hắn ta cúi đầu, giọng run rẩy và tỏ ra hối hận. Hắn ta thừa nhận mọi hành vi tàn ác của mình và xin lỗi gia đình của Linh. Nhưng sự ăn năn muộn màng của Toàn không thể xóa đi những gì hắn đã gây ra. Hắn biết rằng mình sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề nhất. Sau nhiều ngày xét xử, hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Toàn bị tuyên án tử hình với tội danh cố ý giết người, phân xác và lừa đảo. Khi nghe phán quyết, mẹ Linh ôm chầm lấy chồng, nước mắt tuôn trào. Đó là một khoảnh khắc vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm vì công lý đã được thực thi. Tại buổi tuyên án, người đứng đầu hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng sự tàn ác và thủ đoạn của Toàn là không thể tha thứ. Ông cũng bày tỏ sự tiếc thương đối với Linh và gia đình cô, đồng thời kêu gọi xã hội nâng cao cảnh giác để ngăn chặn những tội ác tương tự. Sau phiên tòa, câu chuyện về Linh và Toàn lan truyền khắp nơi, trở thành một bài học đau đớn nhưng cần thiết về lòng tin và sự cẩn trọng trong các mối quan hệ. Công lý đã được thực thi, nhưng nỗi đau mất mát của gia đình Linh vẫn còn mãi. Trong lòng họ, Linh sẽ luôn là con gái hiền lành, đáng yêu và sự ra đi của cô là một mất mát không thể bù đắp. Nhưng ít nhất, việc Đặng Đức Toàn bị trừng phạt đúng tội đã mang lại cho họ một phần an ủi, rằng con gái họ không bị lãng quên và tội ác đã không thể vượt qua được công lý. Những ngày sau đó, cuộc sống dần trở lại bình thường, nhưng vết thương lòng của gia đình Linh vẫn còn đó. Họ học cách sống tiếp, với hy vọng rằng sự ra đi của Linh sẽ là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về sự cẩn trọng trong cuộc sống. Vụ án khép lại, nhưng bài học về lòng tin, sự cẩn trọng và công lý sẽ còn mãi. Và dù Linh không còn bên họ, tình yêu và ký ức về cô sẽ luôn sống mãi trong trái tim của gia đình và những người yêu thương cô. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.